Các bạn hình dung như này, video của chúng ta hay khán giả xem kênh của chúng ta nó sẽ đi qua các bước sau. Bước một là họ được đề xuất hoặc nhìn thấy cái video đó thông qua việc tìm kiếm hoặc đề xuất của nền tảng, đúng không? Chúng ta lên YouTube chúng ta cũng xem video theo dạng như vậy. Bước số 2 là chúng ta nhìn vào thumbnail, chúng ta sẽ nhìn vào thumbnail, nhìn vào tiêu đề, chúng ta có quyết định là chúng ta có xem cái video này không, đúng không? Bước số 3 là cái nội dung của video, khi mà chúng ta vào xem rồi thì nội dung của video có hay, có chất lượng không để giữ chân chúng ta ở lại xem video tiếp theo hay không. Sau bước thứ tư là chúng ta sẽ thấy rằng là kêu gọi hành động, bình luận, comment, tương tác, đăng ký kênh hay là trả lời câu hỏi, đấy là kêu gọi hành động. Và cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ xem các video tiếp theo. Xem video tiếp theo này là có thể là xem video trên cùng một kênh và có thể là xem video trên kênh khác nhau. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích qua 7 bước thế này để làm sao chúng ta giữ chân được khán giả. Khi chúng ta biết được vòng đời xem một kênh YouTube của một khán giả nó sẽ như thế này, để chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ phải giữ chân cho đến bước cuối cùng. Bước cuối cùng. Được chưa? Vậy thì chúng ta nhìn thế này, khi được đề xuất mà thumbnail của chúng ta không hay là khán giả không vào, đúng không? Rồi chúng ta nhìn vào đây này. Anh chị em còn nghe được không? Đấy, tín hiệu nó giật giật quá. Tập trung vào đây, tập trung vào đây. Cái đoạn này là cái đoạn rất 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 là quan trọng. Và nó quan trọng hơn cái việc mà các bạn đang làm cái video ngắn. Bởi vì nếu mà bạn không hiểu được cái đoạn này thì bạn làm như một con vẹt, xong cuối cùng là bạn sẽ không ra được kết quả. Ở đây là chúng ta đang nói đến vấn đề về video dài nhá. Khi mà video của chúng ta được đề xuất cho khán giả xem thông qua họ tìm kiếm hoặc thông qua việc họ xem ở trên trang chủ của họ, được đề xuất do họ xem nhiều cái nội dung video short của chúng ta rồi, thì nó sẽ được đề xuất các video short của chúng ta hoặc video dài của chúng ta cho cái khán giả đó xem. Được chưa? Vậy thì nhiệm vụ của việc bước 1 năm đánh số vào đây vẽ cho nhanh. Bước số 1 này, nhiệm vụ của các bạn trong bước 1 này làm gì? Các bạn có biết được không? Mở mic nào. Bước 1, nhiệm vụ là làm gì? Là tìm những cái video đề xuất anh ạ. Đây là view của mình mà. Đã đâu. Nào các bạn cứ trả lời đi, không sợ sai đâu. Em có từ khóa để được đề xuất này như này. Sao vậy hướng? Còn là từ khóa con mà để được đề xuất lần đầu tiên á. Đúng rồi đấy. Còn là sale từ khóa à? Chính xác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải sell được từ khóa để làm sao nó đề xuất cho khán giả của chúng ta. Bước 1 là rất quan trọng, tức là một là nhiệm vụ là một là chúng ta tìm ra từ khóa, vừa ngắt nói được cái từ khóa nhưng mà nó chưa chính xác, nhưng mà nó chỉ đúng được một phần. Là một là chúng ta tìm ra được từ khóa, hai là chúng ta sell được cái từ khóa đó lên để cho video của chúng ta được đề xuất. Đó, ví dụ như thế này nhá. Ví dụ như thế này. Đấy. Ví dụ nhá, khi mà có cái từ marketing nhà thuốc đó, thì nó Nam có một cái video ở đây, thấy chưa? Thành có một cái video đây, và bạn 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 cái chị gì nhỉ, chị này là Phương Dung, chị Phương Dung có video top đầu, thì tuần cũng đang mới có video lên, thấy chưa? Đó, thế thì marketing thì Nam đang có trong 10 video, mình đang có ba cái video nó liên quan đến marketing nhà thuốc, Thành có bốn cái đó, Thằng có một cái, đúng chưa? Đó, vậy thì khi mà chúng ta search một cái từ khóa hay khán giả search một cái từ khóa nào đó thì phải đảm bảo rằng những cái từ khóa trong ngách đó chúng ta phải có nó. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn ở bước 1 này rất quan trọng, là một là SEO, bước thứ hai là làm gì, các bạn biết được không? Bước thứ hai là làm gì? Mở mic nào. Suy nghĩ và mở mic nói nhỉ, sai cũng được. Sai thì mới nhớ. Bước số 2 là phải làm ra thật nhiều video liên quan đến từ khóa đó thì tỷ lệ lên top nó mới cao. Mọi người nghe được không? Tín hiệu mất sóng. Nghe rõ này, Tín hiệu mất có sóng. nghe rõ đâu Câu ơi, nào? hay quá, nghe rõ rồi. Mọi người có nghe được chứ? Chưa được nghe được bình thường. Bên này cái tín hiệu nó đang 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 nó yếu, nó cứ chập chờn. Không vào wifi nữa bên đây. Ở bên đấy không vào wifi nữa, dùng điện thoại cá nhân đi. Bởi vì để cho ưu tiên bên này chứ. Đó, vậy thì trong bước số 1 này, một là các bạn phải tìm ra cái từ khóa trong ngách của mình. Thứ hai là các bạn phải SEO nó thật tốt. Thứ ba là phải làm nhiều video liên quan đến cái từ khóa đó. Để chúng ta phải xác định là trong từng ở đây chiến lược ở đây nhá. Tại sao lần trước Nam có nói rằng là chúng ta đi từng nhóm chủ đề, là ví dụ như con sốt là các bạn phải làm cho mình khoảng từ 5 đến 7 video liên quan đến con sốt. Bởi vì khi chúng ta làm nhiều như vậy thì cái từ khóa trẻ sốt đấy là nó được đề xuất của chúng ta lên. Đó. Vậy thì khi tìm trong trong top
5 đến 10 video đầu tiên là phải có video của chúng ta, thì cái cơ hội click vào trong cái video của chúng ta nó mới cao được. Đó. Đây là bước đầu tiên, là bước rất quan trọng. Được chưa? Bước số 2 sau đến bước 1 xong rồi, thì trong cái bước 1 này về cái chiến thuật thì đã nói như vậy rồi nhá. Chiến thuật đã về, một là SEO tốt, hai là làm nhiều video. Nhưng mà nhiều video ở đây nó phải chất lượng nhá, không phải là làm nhiều video cho nó có đâu. Đấy. Rồi, sang bước số 2 là thumbnail. Vậy thì thumbnail ở đây chúng ta không tự sáng tạo mà đi nghiên cứu thumbnail của top 100, xem thumbnail thằng nào nhìn đẹp, chuẩn hay, học hỏi, thuê cái cách làm thumbnail của nó về làm thumbnail của mình, thế là xong. Phân tích nó, phân tích từ kiểu chữ, phân tích kiểu người đứng ở bên nào, phân tích từ chữ đặt bao nhiêu, kích thước là người bao nhiêu phần trăm, chữ bao nhiêu phần trăm, tỷ lệ nhá. Các bạn hình dung nhá, với đây là ông vua, chúng ta vào kênh của Mr. Beast đi, ông vua YouTube. Các bạn nhìn thấy này, thumbnail của MrBeast. Đây là người bỏ ra rất rất nhiều tiền để chỉ để làm một cái thumbnail thôi. Họ bỏ ra lên đến cả $100.000 để làm mỗi một cái thumbnail. Làm được một cái thumbnail nhé, trong một video mấy chục nghìn đô cho đến $100.000 một cái thumbnail. Rồi thì chúng ta nhìn này, thứ nhất là cái biểu cảm của khuôn mặt, bạn nhìn này, biểu cảm của khuôn mặt. Cái thứ hai nữa là cái bố cục của vị trí. Nếu như độc mặt của anh ấy thì anh ấy sẽ luôn ở vị trí giữa. Nếu như có một cái sản phẩm gì đó hoặc là nói về một cái điều gì đó thì anh ấy sẽ ở 1/3, 1/3, được chưa? Các bạn sẽ nhìn thấy này, 1/3 này, 1/3 này, 1/3 này, giữa chính giữa này, 1/3 này, chính giữa này, đó. Chính giữa này, 1/3. Nói về ngôi nhà thì bắt đầu ngôi nhà nó sẽ ở 2/3 và mặt anh 1/3. Đây là cấu trúc rồi. Nên các bạn cứ hình dung này. Ví dụ như của bạn Minh chẳng hạn. Bạn Minh là cái thumbnail vừa đấy của Minh đâu nhỉ? Đây. Thumbnail của Minh cũng đang đứng ở 1/3. Đang 1/3. Đó. Đang làm tốt ở cái vị trí 1/3. Nhưng chúng ta bị mắc lỗi là mắc cái nền. Nó trùng với cái màu áo của chúng ta. Nó không làm bật cái màu áo của chúng ta lên. Và chúng ta nhìn này. Nhìn cái hình ảnh của MrBeast với cái nền nó không bao giờ nó đồng màu với nhau. Các bạn nhìn thấy không? Nó luôn luôn nó có sự nổi bật. Đấy, luôn luôn sự nổi bật. Nên các bạn chú ý ở đây nhá. Các bạn khác cũng như vậy. Với những người mà chưa luyện thumbnail thì các bạn phải luyện thật nhiều và cứ làm cho mình cái thumbnail. Khi chưa chưa biết nội dung gì làm thumbnail, bạn chỉ cần làm cho mình một cái nền và cái mặt của mình trước đã. Sau này có cái nội dung mình chỉ bắn chữ vào là xong. Được chưa? Tìm cho mình một cái học tập của những cái người đi trước, những top 100 đi trước, tìm cho mình một cái phong cách làm thumbnail, sau đó chúng ta luyện làm theo nó xem có ngon không, ok không. Và chúng ta chỉ bằng cách chúng ta học, chúng ta làm đi làm lại nhiều lần thì nó mới có cơ hội nó tạo ra thumbnail đẹp, còn không có cách nào khác là làm phát được thumbnail đẹp luôn. Đó. Phải làm và thử sai nhiều lần. Được chưa các bạn? Đó. Rồi, thì các bạn đi tìm những người trong top 100 mình thumbnail nào đẹp nhất là chúng ta làm theo và học theo họ cái cách đó. Đấy là bước số 2. Là trong thumbnail ít chữ và những chữ đó nó phải, một là nó trong thumbnail đấy nó chứa cái từ khóa người dùng tìm kiếm, chứa từ khóa người dùng tìm kiếm và ít chữ thôi, đừng để làm một dài cả một như một cái tiêu đề lên. Đó. Rồi sang đến phần thứ ba là phần tiêu đề. Nhớ là thumbnail là thứ quan trọng bậc nhất trước khi họ nhìn xuống tiêu đề, bởi vì họ chưa nhìn thấy chữ của mình thì họ nhìn thấy một cái thumbnail hấp dẫn là họ sẽ dừng lại, họ dừng lại xong họ mới đọc cái tiêu đề của chúng ta. Nên thumbnail của chúng ta mà nó chung chung là họ sẽ không quan trọng, không quan sát. Đó. Nên ở đây cái hình ảnh của Dược Sĩ Minh nó mang tính là một chuyên gia, nhưng nó thiếu đi cái sự điên rồ của một chuyên gia, ví dụ như trợn mắt, trợn mũi, cua chân, cua tay một chút xíu. Hình ảnh này cũng có thể sử dụng được. Nhưng giai đoạn đầu để chúng ta hút thì chúng ta lên biểu cảm nét mặt nhiều hơn nữa. Đấy, nên cần phải có một bộ ảnh và để chụp riêng làm riêng cho thumbnail, trợn mắt, trợn mũi rồi ngạc nhiên rồi ôm đầu rồi buồn rồi xoa đầu rồi suy tư suy nghĩ đủ kiểu cả. Đấy. Đấy, các bạn phải tạo ra cái điều đấy nữa thì cái thumbnail của chúng ta nó mới bắt đầu nó có cái độ hút, độ biểu cảm được cái cảm xúc. Cái số 3 là cái vấn đề về tiêu đề. Thì tiêu đề là có công thức rồi, thì trong tiêu đề các bạn phải có hai dạng từ khóa là từ khóa người dùng tìm kiếm và từ khóa cảm xúc, gắn nó vào với công thức thử sai tiêu đề.
Các bạn phải thường xuyên đo lường thử sai xem khi mà chúng ta xem cái tiêu đề đấy trong một thời gian mà lượt 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 click vào, lượt hiển thị nó có một cái chỉ số là lượt hiển thị trên cái lượt click nhá. Lượt hiển thị trên cái lượt đâu rồi, cái nội dung kênh rồi. Đây nhá, chúng ta phân tích này. Nó có cái tổng quan. Đây các bạn này, lượt hiển thị hình thu nhỏ với lượt, đây này, lượt xem từ hình thu nhỏ, tức là lượt hiển thị với lượt xem ở đây có tỷ lệ nhấp là 7%. Đó, lượt hiển thị ở đây là đạt được 15 lượt hiển thị và lượt xem từ hình thu nhỏ nó đạt được là 1,1 nghìn. Đó, tức là tỷ lệ tích click 7% cũng là khá là cao, có nghĩa rằng cái thumbnail này đang thu hút được khán giả. 7% là khá cao nhé. Đấy, trung bình nó khoảng 5 đến 7%, còn tốt hơn thì nó là 9 cho đến 12%. 7% là thumbnail, từ 5 đến 7% là thumbnail có thể chấp nhận. Thì các bạn chú ý rằng là khi mà cái lượt hiển thị với cái lượt click từ hình thu nhỏ của chúng ta nó quá thấp, tức là dưới 5%, thì chúng ta cần phải SEO lại cái thumbnail của chúng ta. Và chúng ta cũng phải SEO lại cái tiêu đề của chúng ta nữa. Đấy, các bạn chú ý là cái chỉ số này nó sẽ báo hiệu cho chúng ta cái điều đó. Được chưa? Rồi, thì cái tiêu đề của chúng ta có công thức rồi và nhét hai cặp từ khóa đó, và cái việc tìm từ khóa ở bước 1 là rất quan trọng. Sau đó các bạn đưa nó lên tiêu đề SEO cho nó tốt. Được. Sau thì bước 3 rồi, đây là bước 3, chúng ta ghi cho rõ ràng vào bước 2, bước 3. Thì đến bước 4, đây là bước 4 là bước cũng rất quan trọng trong cái quá trình giữ chân được khách hàng. Để giữ chân được khách hàng thì bước 4 này là bước rất rất quan trọng. Chúng ta làm tốt 3 bước đầu rồi, kéo được khán giả rồi, nó giống như việc rằng là chúng ta đang làm như kênh của nhà Đại Minh đang làm rất tốt việc kéo khán giả lên kênh của mình rồi, có dòng traffic lên đến cả hơn 1 triệu lượt xem rồi. Nhưng chúng ta lại đang chưa làm tốt cái nói ở bên trong để giữ chân lại khán giả ở trên kênh. Thì cái nội dung của video nó cũng tương tự như vậy. Các bạn kéo được rồi mà các bạn không giữ chân được khán giả ở đây thì khán giả họ cũng ra đi đâu. Vậy thì buổi trước chúng ta có nói đến các yếu tố để khiến cho cái video của chúng ta tạo ra cảm xúc rồi đúng không? Có ai còn nhớ những yếu tố đó không? Có ai còn nhớ không? Nào, học rồi nào. Nhắc lại, mở mic ra nào, nhâm nhớ được bao nhiêu điều nào? Mở mic ra nghe nghe nào. Mở mic ra các bạn ơi, đừng có phải mở sách, để chúng ta phải in nó vào trong đầu. Thì chúng ta mới nhớ đến việc chúng ta tạo ra được nội dung thu hút. Hài hước. Rồi, một yếu tố. Tò mò này. Rồi. Vui nhộn. Vui nhộn, hài hước là một. Tò mò, chiếc cứ mở mic nói đi, sai cũng được. Thứ hai. Rồi, tiếp đi, cứ nói đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn một chút xíu trong phần nội dung này. Thì trong nội dung video, trong phần nội dung video, chúng ta sẽ có 4 cái phần chính để các bạn cần phải quan tâm ở đây. Sau đó, các yếu tố giữ chân khán giả. Được chưa? 4 phần nội dung gồm có hình ảnh, ngôn từ, âm thanh và hiệu ứng. 4 cái yếu tố này nó sẽ khiến cho cái nội dung của chúng ta có hay hay không hay. Mấy cái video đầu tiên của Ngát và Hậu là cái âm thanh nó của video ngắn, short ngắn, âm thanh nó đang chưa phù hợp với nội dung của video, nó sai ở đoạn này. Dẫn đến là người ta gặp cái video đó người ta sẽ lướt và người ta không dừng lại. Đó, các bạn chú ý ạ. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích từng yếu tố một, là chúng ta sẽ phân tích một từng yếu tố một ở đây. Ví dụ như yếu tố về hình ảnh, thì hình ảnh ở đây nó có liên quan tới nội dung hay không, hình ảnh có thu hút và giúp mô tả cái nội dung của video hay không. Đó. Ví dụ như chúng ta làm short mà chúng ta đang nói đến chuối mà chúng ta lại quay táo là không được rồi. Đó. Rồi nếu như chúng ta đang nói ở đây, ví dụ như là chúng ta đang nói dạng chuyên gia ở đây mà chúng ta nói về táo đấy, về táo hoặc là về chuối gì đó, thì tại sao các video khác người ta vẫn có cái hiệu ứng quả táo nó nổi ra và hiệu ứng âm thanh nó tốt một phát. Đó, vậy thì cái hình ảnh đấy nó giúp mô tả thêm cái nội dung video video được tốt hơn, được chất lượng hơn. Các bạn hình dung như vậy.
Và cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta ở cái thời điểm chúng ta nói đó là nó cũng phải diễn tả về cái nội dung đó. Thì nó đều làm trong vấn đề về hình ảnh hết đấy. Ngôn ngữ cơ thể, những cái hình ảnh mà chúng ta biểu trưng, nó cũng nói về cái hình ảnh mà nó liên quan đến cái nội dung của chúng ta nói. Được chưa? Đấy, nên là toàn bộ những cái hình ảnh ở cái đoạn video đó nói về cái điều gì đó, nó có đang tác động vào cái nội dung mà chúng ta nói hay không? Còn này mọi người hiểu không ạ? Thấy đơ đơ mặt. Một số anh chị em thấy đơ đơ mặt. Phân tích lại nhé. Tập trung một chút xíu phân tích lại để cho anh chị em hiểu. Chúng ta ăn hơn nhau và thua ấy, là nó nằm ở đoạn này này chị em này. Bình thường cái bọn mà nó làm video ấy là nó cứ bảo em làm video chia sẻ giá trị ấy, là nó sẽ không phân tích từng thứ nhỏ một để làm sao giữ chân được khán giả trên video của họ đâu. Tại sao video có được xem và tại sao người ta không xem đâu. Đấy. Nên là hôm nay phân tích từng chút một này để cho anh chị em hiểu rằng là video của chúng ta đang hay hay đang chưa hay, chúng ta cần phải điều chỉnh cái đoạn nào, điều chỉnh làm sao, điều chỉnh lời nói, ngôn từ, hành động ra làm sao để cho video của chúng ta mỗi ngày một hay hơn, chứ không phải đùng một phát ngày mai mình hay luôn được. Phải luyện, phải tối ưu. Các bạn hiểu như chung không ạ? Và nó ăn tiền hơn ở cái những người khác người ta làm video ở đoạn này này. Đó. Nó phân tích kỹ ở từng thứ này một này. Vậy thì chúng ta phân tích lại này, các yếu tố này này, yếu tố liên quan đến hình ảnh và nội dung. Thì hình ảnh chúng ta phải đảm bảo rằng nó có đang phục vụ cái nội dung chúng ta đang nói hay không. Đó, cái đoạn video nhá. Bây giờ mình xem một video của chị Minh đi để chúng ta sẽ phân tích. Thì chúng ta nói đến video dài thì nó sẽ chất lượng hơn. Đây. In big time, you can collect big time cryptocurrency. It's real fun and easy. You can collect the big time token. That looks... Vậy thì một bữa ăn để bà cân đổi là chính thường. Vậy mình đổ cho trong gia đình nhà mình cũng vậy, sẽ đầy đủ bốn nhóm chất bao gồm là thứ nhất là cáp, tức là rau xanh còn tinh bột, người ta gọi chúng là cáp. Còn nếu mà cắt trong nhóm thì là nhóm vitamin là đến từ rau xanh. Tiếp theo là nhóm tinh bột nó đến từ các loại cơm, các loại hạt. Nhóm thứ ba là chất đạm đến từ thịt cá, trứng sữa. Tiếp theo là chất béo. Một cái sai lầm của nhân dân chúng ta, bà con chúng ta đó là luôn luôn dùng dầu để chiên các cái loại dầu của ta nhà, ví dụ như là dầu đồ nành, dầu là các kiểu loại dầu ấy. Thì mọi người dùng để chiên các cái loại dầu đó thường là có cái điểm khói rất là cao, nên khi chiên ấy, thì nó sẽ bị chuyển hóa, bị biến chất. Sau khi mình học về chính thường thì chúng ta nên dùng dầu thực vật, củi sen kẽm với mỡ động vật. Mỡ động vật đấy có thể là mỡ lợn. Có các loại dầu thì dùng để sao? Mỡ lợn thì lại dùng để chiên, mỡ động vật thì cái điểm khói nó thấp hơn, thì dùng chiên nó phù hợp hơn. Còn bà con ta đâu rồi là dùng dầu ăn như vậy là chiên xào đã, thậm chí chiên xong còn lấy lại cái dầu đó để nấu canh để sao? Nên bây giờ cộng đồng người chúng ta bệnh rất là nhiều, mà mỡ rất là nhiều. Đấy thì của heo ấy, mọi người để ý cái miếng thắm này, thắm này là thắm lưng, thắm này thường thường là nó có màu trắng. Đấy là chất nạc, thì thắm lưng thường thường có đặc điểm đó là mềm, dầu chất nạc, chất béo và nó không ít hơn như tại gì còn. Thì bây giờ chúng ta xem một cái video này, nó cao nhất cũng được xem cao nhất là đây các bạn có biết được cái yếu tố gì không? Nào, đố ai đoán được cái đoạn này? Câu bà Minh đồ và Minh mà biết cũng đố bà Minh biết được tại sao cái video này tăng cao nhất được xem? Hình ảnh rõ nét và nó cũng liên quan trực tiếp đến cái chị nói, mà có cái hình ảnh thật đấy. Em nghĩ là có thế. Tính tò mò lắm ạ. À? Mình nghĩ là người ta tò mò, không. Bởi vì lâu nay người ta không phải đâu. Tự nhiên là bà tự nhiên và bà đang ăn. Nó hơn nhau cái bà đang ăn. Bà đang ăn thật nó. Thì cái chất cái video mà người ta vừa nói về một cái sản phẩm nào đó mà người ta đang ăn nó, thì cái video đấy nó cực kỳ nó có cái lượt xem rất là cao đó. Còn cái việc tò mò, rất nhiều video khác chúng ta có độ tò mò nhưng mà nó không có mang tính thực tế như cái video này. Nên cái video này chúng ta đang nói về cái điều đó mà chúng ta lại đang ăn về nó, và những cái hình ảnh đi kèm nó đang bổ trợ cho nội dung, tức là Trang đang đưa cái hình ảnh rất tốt cho việc nội dung kết hợp với cái giọng vừa ăn vừa nói xong bắt đầu lại chia sẻ về hình ảnh, nên khiến cho người ta thấy rằng nó rất thực tế đó. Thì các bạn xem một cái video, các bạn phải phân tích được những cái yếu tố đó để chúng ta có thể phát huy nó, hoặc là chúng ta thấy rằng à điểm đấy nó khiến cho cái video chúng ta nó xem nó hay hơn, nó cuốn hút được. Đó. Các bạn hình dung là như vậy. Đến khi mà chúng ta ở đây, tại sao mà Nam lại nhìn ra được cái điểm đó, là vì mình xem nhiều rồi. Và cái yếu của các bạn là các bạn ít thời gian xem kênh của người khác, và đây là một điểm trừ rất lớn khi chúng ta làm YouTube. Cách đây 3 năm về trước, khi mà Nam bắt đầu làm YouTube, có một người hỏi Nam rằng là anh hay xem kênh nào. Mình lúc đấy cũng ngơ ngơ như nhiều bạn ở đây, là bảo là anh có xem kênh nào đâu, anh cứ làm thôi, anh làm thôi. Vậy thì sau này khi mà mình làm, mình xem, mình bắt đầu mình mới nói ra rất nhiều chân trời ở bên ngoài kia rằng là ui, có rất nhiều thằng nó làm rất hay, và nhiệm vụ của mình là chỉ cần mô đồ linh cái ý tưởng của nó biến thành mình thôi. Ông thầy của mình có một cái câu đó chính là rét lắc, thì nó là như vậy đấy, cứ mang cái hay nhất của nó về là mình diễn nó và biến nó thành cái của mình thôi. Đơn giản là như vậy. Còn đâu mình cứ nghĩ ngồi đầu mình vắt óc, mình nghĩ không bao giờ mình sáng tạo ra được nó, không bao giờ sáng tạo. Và khi mà mình xem bắt đầu là mình sẽ thấy được cái yếu tố hay đó, thì mình về mình bê về trong video của mình. Ở đây Hát Thái, Trương Hậu, Kim Hường còn xem được một chút xíu, đang thiếu thời gian xem video của top 100. Nên khi làm gì các bạn cũng có những cái câu hỏi ngu ngơ, là do các bạn chưa xem và thời gian làm chưa nhiều, nên là chúng ta đang bị thiếu đi cái trải nghiệm về góc độ xem. Đó. Các bạn phải xem thật nhiều và xem kết hợp với học, thì các bạn có được kiến thức để các bạn đánh giá nó. Sau đó các bạn học theo người ta. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn giống như cô Hường ấy, kệ cha mày muốn là cái gì tao cứ học vẹt, tao làm theo nó đã. Giai đoạn học vẹt
giai đoạn này, giai đoạn này là bắt buộc chúng ta phải có. Cứ làm theo nó đã, sau một thời gian làm SEO thì bắt đầu mình mới nhìn nhận ra được các yếu tố trong video. Dựa trên Nam chia sẻ, Nam phân tích cho mọi người để mọi người nhìn ra, xong bắt đầu mình về mình xem cái nó đúng, đoạn này nó hay. Thì bắt đầu dần dần thì cái tầm nhìn của các bạn nó mới lớn hơn được. Thế các bạn phải có những bước như vậy, không sao hết, ai cũng ngơ như bò hết. Giai đoạn khi mà chúng ta bắt đầu làm, bản thân Nam cũng ngơ như bò như ngày xưa và thậm chí bây giờ vẫn còn đang ngơ. Được chứ các bạn? Chẳng qua đi trước các bạn một bước chân thôi, thì bây giờ hướng dẫn lại cho các bạn để các bạn bớt ngơ thôi. Rồi chúng ta quay trở về với phần này để tránh đi xa. Thế vậy thì hình ảnh nó phải đi cùng với cái nội dung và nó bổ trợ cho cái nội dung. Phân tích lại cho các bạn để các bạn hiểu cái này. Cái thứ hai là cái ngôn từ trong video của chúng ta, thì trong cái ngôn từ này nó có tạo ra cảm xúc hay không? Thì cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta vừa nói đến, đó chính là hài hước đây này các bạn ơi. Cái ngôn từ nó có bổ sung cho video của chúng ta nó hay hơn hay nó bộc lộ được cái cảm xúc của video không? Đó, thì cái đoạn hài hước, cái đoạn quan trọng hay cái đoạn rùng rợn nó nằm ở đây. Được chưa? Rồi cái ngôn từ nó có tạo ra cái sự tương tác với khán giả hay không? Thì cái yếu tố trước mà Nam có nói với các bạn đó chính là yếu tố tương tác với khán giả, đúng không? Mọi người có nhớ đoạn này không? Đó, vậy thì trong cái video của chúng ta có cảm xúc hay không ấy thì nó nằm ở cái yếu tố là tương tác với khán giả này, hài hước này, tò mò này, đúng không? Độ dài của video nó cũng quyết định cái việc khán giả có ở lại xem kênh không này, đúng chưa? Đấy, cái yếu tố đó. Được chưa? Đấy, vậy thì trong cái vấn đề về ngôn từ thì cái ngôn từ của chúng ta nó có đang tạo ra những cái cảm xúc tích cực không? Đó là cái yếu tố cảm xúc tích cực không, nó cũng nói rồi đúng không? Được chưa? Đấy, vậy thì chúng ta có các yếu tố đấy nó nằm rất nhiều ở trong cái ngôn từ mà chúng ta nói ra, chúng ta phát ra. Đấy, nó có năng lượng không, nó có tích cực không, rồi nó có huyền bí không, nó có tò mò không, nó có hài hước không. Đấy là những yếu tố tạo ra cảm xúc. Được chưa? Rồi, cái ngôn từ này nó có thể là mang cái bản chất của cá nhân, mang cái bản tính của cá nhân. Hôm trước Nam có nói với các bạn là xem kênh của anh Tuấn Tiền Tỷ, có ai xem chưa? Các bạn phải xem nhiều kênh vào thì chúng ta mới hiểu được cái phong cách người ta làm video. Sau đó các bạn mới biết rằng là chúng ta gắn cái phong cách cá nhân vào trong video là như thế nào. Bây giờ các bạn không có trải nghiệm thì các bạn không thể gắn được phong cách cá nhân của mình vào trong video đâu. Khi mà bạn xem cái kênh của anh Tuấn Tiền Tỷ thì anh Tuấn này anh ấy phân tích về lịch sử các trận đánh rất hay, và anh ấy đưa cái phong cách hài hước của anh ấy vào video rất hay. Đấy. Ví dụ như anh ấy đang phân tích rằng là đoàn 559 chẳng hạn, đấy, vận chuyển bằng bằng xe này xe lọ kia, thì anh ấy đã tương cầu bố bảo thằng Mỹ nó cũng không biết được cái điều này. Đấy, vậy thì cái từ bố bảo nó không có trong lịch sử, nhưng anh ấy bằng cách đưa cái phong cách cá nhân vào trong cái việc đó, nó sẽ làm cho cái video của anh ấy hay hơn, dí dỏm hơn và cuốn hút cái người xem hơn. Anh em ghi chép vào. Nát ngồi dậy mà học đi, nếu như không còn sức nữa. Không phải mình bảo với anh là hôm nay chỗ này nó bị chập điện, nó không có đèn ạ, cho nên em đang ghi lại bằng trên điện thoại ạ. Ngồi nghiêm túc mà học, mình làm thì làm sao mà chữ nó vào đầu được. Dạ vâng ạ. Đó, nên là trong cái vấn đề về ngôn từ và cả ngôn cái ngôn từ, cái ngôn ngữ cơ thể của chúng ta nó cũng nằm ở trong này các bạn nhá. Đấy là phần số 2. Phần số 3 là nhạc. Hôm trước các bạn làm video sai nhạc, nó sai dẫn đến cái video của chúng ta nó mất đi cái cảm xúc. Đấy. Ví dụ như một cái video, chúng ta xem một cái video này. Đây là video truyền cảm hứng của Thầy Long. Hãy đứng lên và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi là Phạm Thành Long, tôi yêu cuộc sống này và tôi muốn cùng bạn làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một ngày. Với những người bạn của tôi, chúng ta chỉ sống được một lần duy nhất trên đời. Hãy sống có ý nghĩa, hãy sống hết mình để khi nằm xuống không còn những điều phải nuối tiếc. Hãy nhớ rằng không quan trọng bạn sống được bao lâu, không quan trọng bạn sống được bao nhiêu ngày. Các bạn hình dung, bạn nghe cái nhạc nền đằng sau đó là gì không? Cái nhạc này nó gọi là nhạc epic, hay mọi người vẫn gọi nó là nhạc phim ấy. Nhạc epic này là một cái thể loại nhạc dã chiến, dã sử. Nhạc này nó rất mạnh và nó thường đưa vào những cái bộ phim chiến tranh thời La Mã. Đây là cái thể loại làm cho cái động lực bên trong của chúng ta nó kiểu như là nó được thôi thúc lên, nó rất mạnh mẽ. Lên một đoạn nữa nhé. Đó, với quyết định thì biết bạn là ai. Hãy đứng lên để cho thế giới này được truyền cảm hứng, được thay đổi, để trở nên tốt đẹp hơn, để đạt được những thành công trong cuộc đời. Đôi khi bạn phải trả giá bằng những thất bại, bằng đau khổ, bằng máu, bằng nước mắt, bằng mồ hôi và thậm chí bằng xương thịt của mình. Không có thành công nào mà không phải trả giá. Bạn muốn đi, bạn muốn chạy thì phải vấp ngã. Bạn muốn bơi, bạn muốn lặn thì phải uống nước. Bạn muốn đạp xe. Đó, cái nhạc nó rất mạnh này các bạn ạ. Đó, thì khi mà cái nhạc nó sẽ làm cho cái cảm xúc của khán giả ở lại video hay không ở lại video, nó cũng là một yếu tố khiến khán giả ở lại xem. Đó. Còn là các bạn có thể là search cái từ khóa là nhạc truyền cảm hứng.
thì nó ra những cái bài nhạc dạng epic như vậy, nó rất mạnh mẽ, nghe nó cảm thấy nó sục sôi cái động lực bên trong của mình. Đó. Vậy thì trong cái video của chúng ta, nếu như chúng ta đưa nhạc vào, chúng ta cũng phải phụ thuộc vào cái nội dung và cái nhạc đấy nó có đang phục vụ cho cái nội dung của chúng ta hay không. Rồi đến cái phần hiệu ứng âm thanh, đây là một cái thứ rất quan trọng khi mà chúng ta làm cái video. Ví dụ như một cái hiệu ứng cười chẳng hạn, thì khi mà chúng ta nói cái điều gì đó nó gây ra buồn cười thì chúng ta chèn thêm cái hiệu ứng buồn cười vào thì nó sẽ làm cho cái video của chúng ta nó có độ hài hước cao hơn. Đấy. Rồi khi mà chúng ta nói đến cái vật A, vật B, vật C thì chúng ta có hình ảnh chèn kèm theo âm thanh thì nó cũng sẽ làm cho cái video của chúng ta nó cuốn hơn, nó hút hơn. Đấy. Nên là cái hiệu ứng âm thanh của chúng ta các bạn cũng cần phải chú ý quan trọng đến nó. Thì đấy là bốn cái yếu tố nó sẽ khiến cho cái phần nội dung của chúng ta nó quan trọng. Và các trong bốn yếu tố này thì những cái yếu tố giữ chân cảm xúc nhỏ khác nó nằm trong cái phần bốn yếu tố này, như là tính hài hước, dí dỏm, phong cách cá nhân, cái ngôn từ tích cực, rồi cái yếu tố gây tò mò, gây sợ hãi. Đấy là những cái yếu tố trước mà có chia sẻ cho các bạn rồi đấy, thì các bạn gắn nó vào trong đó thì nó nằm trong bốn cái yếu tố của chúng ta hết đấy. Thì cái nội dung của chúng ta các bạn hình dung như này, ba cái yếu tố đầu tiên là từ khóa, thumbnail, tiêu đề, nó khiến cho khán giả nhìn thấy chúng ta, và cái việc mà khán giả có ở lại với chúng ta hay không nó nằm toàn bộ trong nội dung. Trong nội dung thì hôm trước nói 15 giây đầu tiên các bạn phải giữ chân được khán giả, phải giữ chân được khán giả càng cao càng tốt, nó phải trên 70% thì cái video đấy có khả năng mới thành công đó, trên 70%. Còn trên 50% và 15 giây đầu tiên là chúng ta video đấy gần như thất bại và được xem nó rất thấp. Sau đó sau 30 giây chúng ta phải giữ được trên 50%, sau 30 giây từ 50 đến 70%, sau 1 phút là mình phải giữ được 50%, tùy theo một video dài ngắn nhé, nhưng mà khoảng 25-30% của video chúng ta phải giữ được khoảng 50% khán giả, và cuối xem hết video chúng ta phải có được khoảng trên 30% xem hết video của chúng ta, nếu như video đó từ 7 đến 10 phút và trên 10 phút thì chúng ta mới có cái tỷ lệ giữ chân cao. Đấy, thế các bạn chú ý rằng là với từng video một chúng ta phải theo dõi cái chart, cái bản đồ đấy, để chúng ta phân tích cái nội dung như Nam vừa phân tích lúc đầu với các bạn đấy. Sau đó chúng ta nhìn với bản thân mình nói cái đoạn đấy, cái ngôn từ đấy, cái cách đấy, cái cách diễn tả đấy nó đang hay chưa hay để chúng ta có thể giữ khán giả ở đoạn đó. Sau đó chúng ta sẽ sửa mình. Cái việc sửa mình là rất khó các bạn nhá. Thường là chúng ta quay video nó tít, nó quen rồi thì nó tít, bấm vào máy phát nó tít, nó quen một cái mô típ rồi, nhưng khi mà chúng ta quay và chúng ta sửa mình nó khá là khó. Chính cái điều này bản thân Nam đã từng làm, Nam đã hiểu rằng nó rất khó vì mình quen với cái cách đó rồi. Nên bây giờ mình cần xem cái đoạn đó xong mình quay trở lại cái đoạn đó mình không nói nữa, mà mình phải làm sao nó khiến khán giả tập trung hơn để họ ở lại thêm chúng ta thêm một vài giây nữa. Sau đến bước tiếp theo chúng ta lại phải thêm một vài giây nữa. Thì cái này nó nằm ở trong cái kịch bản video tiếp theo của chúng ta, khi chúng ta soạn nó ra là từng cái concept nhỏ như hôm trước Nam chia cho các bạn để các bạn nhìn đấy, không biết ai còn có giữ cái đấy hay là làm cái đấy không. Các bạn hình dung nhá, từng ví dụ như 30 giây đầu tiên chúng ta nói về cái gì, concept nội dung là chúng ta đã diễn tả như thế nào, đứng nói ngồi nói hay hình ảnh nào chèn vào, cái đoạn đấy có ai còn nhớ và có ai áp dụng nó vào video của mình không. Các bạn phải áp dụng cái đó vào nhá, phải áp dụng vào để sau này mình còn chỉnh sửa nó, được chưa. Rồi tiếp theo đến bước số 6 ở đây là CTA, đây là bước mà chúng ta có thể giúp khán giả xem các video tiếp theo của chúng ta hay không. Thì các bạn hình dung này, với một video của ông thầy Long, ông ấy làm như thế này. Này đang đi up lại, mình cũng thấy lầm. Đây, mình xem một video bất kỳ này. Top 3 ngành hàng 1-4 lời dành cho dân buồn càng vào hè sẽ càng bán tốt. Và ở cuối video thì mình sẽ chỉ cho bạn cách để các bạn tìm những cái sản phẩm hot trend. À, tôi Đồng Hòa. Năm nay em 29 tuổi ạ. Cũng phạm thành công, để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình. Đây là call to action, đoạn cuối cùng của video. Video nào gần như video nào cũng có cái đoạn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết đoạn video cùng với Phạm Thành Long. Để theo dõi các video tiếp theo hãy ấn vào bên tay trái hoặc bên tay phải, hoặc đăng ký kênh của Thành Long để theo dõi các video tiếp theo. Đây gọi là call to action, để khiến cho khán giả click vào các video tiếp theo. Nam đang học cái cách này và đưa nó vào đoạn cuối cùng của video. Đó, call to action. Còn đoạn video của ông Thành Long là chia sẻ một mạch luôn, không có call to action, nhưng ông gắn cái call to action này, nó trở lên thành chuyên nghiệp và thương hiệu. Đó. Cách chúng ta học đấy. Nhà tất cả anh chị em làm phát như thế này luôn. Bởi vì cái màn hình kết thúc của chúng ta nó sẽ thể hiện ba cái này. Chúng ta làm được nó thể hiện ba cái này. Đã ai làm màn hình kết thúc giống như này chưa? Dạ chưa biết cái loại của nó này. Cái phần sale YouTube hôm trước nói rồi thôi. Trong cái phần cuối cùng và cái phần mà cho màn hình kết thúc thì chúng ta sắp xếp nó thế này thôi, có gì đâu. Cho màn hình kết thúc. Đây này.
Bây giờ chúng ta quay trở lại. Chúng ta vào phần đây. Các bạn nhìn này, có cái phần màn hình kết thúc này. Đây là màn hình kết thúc này, bên trái bên phải này. Cái này là để đăng ký nha, người ta kích vào đây là đăng ký nha. Cái này là video tiếp theo, là video tiếp theo này. Thấy đúng không ạ? Và khi mà làm màn hình kết thúc thì các bạn sẽ nhìn thấy xuống dưới đây nó có ba cái thanh này, là ba cái thanh của video, và nó đang xuất hiện ở giây thứ, ở đây là 14:08 cho đến 11:08, tức là nó đang xuất hiện là 26 giây. Thì bây giờ nó dài quá thì chúng ta phải kéo nó về đây, kéo về một đoạn nhỏ thôi để cho nó đỡ chèn vào video của chúng ta. Kéo ba cái này về thì nó xuất hiện từ 10:03 đến 10:08 là 5 giây màn hình kết thúc thôi, thời gian ngắn thôi, chứ dài quá nó chèn hết lên nội dung của chúng ta là người ta xem người ta khó chịu. Các bạn hình dung không ạ? Đây là những cái thứ chúng ta cần phải tối ưu, được chưa? Đó đấy, trong phần theo là các bạn chú ý cái đoạn đó, được chưa? Thì cái call to action này thì nó có nhiều dạng call to action. Một là call to action là kêu gọi họ xem video tiếp theo, kêu gọi họ đăng ký kênh, kêu gọi họ comment xuống video này. Đấy, ví dụ như các bạn muốn lấy các bạn mà muốn lấy cái nội dung này thì các bạn comment tên của mình xuống đây, thì mình hoặc là comment số điện thoại của mình của các bạn xuống đây thì mình sẽ inbox số điện thoại của bạn, mình sẽ gửi cho bạn cái thông tin này nhá. Thế thì khán giả người ta mới biết đường, người ta mới comment xuống để người ta nhận thêm quà tặng. Các bạn hình dung được. Rồi, sau đó đến bước cuối cùng là bước xem tiếp. Thì xem tiếp này, người ta có quyết định xem kênh của mình hay không thì nó nằm ở trong cái nội dung của video này và nằm trong cái phần call to action. Thì nếu như xem tiếp thì ví dụ như là trong cái video mà nói ở đây, ví dụ như Nam đang nói ở đây, thì các bạn ơi, các bạn ấn tìm vào kênh, ấn ở video tiếp theo thì Nam hướng dẫn cho bạn cái bước tiếp theo để làm sao quay một cái video 1 triệu view nhá, quay những cái video 1 triệu view như Nam hướng dẫn chi tiết từ việc setup đèn cho đến việc quay nhá, thì người ta mới đi tìm. Nếu người ta xem hết đoạn cuối này mà người ta đang làm video thì người ta sẽ tìm cái video đó người ta xem. Đó, thì đấy nó nằm ở trong phần call to action kết hợp với cái nội dung của video, được chưa? Đấy, vậy thì trong cái quá trình nếu như mà mình cái nội dung độc lập mà mình hướng dẫn cho người ta xem video tiếp theo thì làm cái đoạn cuối như đoạn của ông thầy Long ấy, hướng dẫn người ta gắn cái đoạn cuối vào trong video này, thì nó trải qua 7 bước này, thì chúng ta nhìn thấy khán giả đi qua 7 bước này xong rồi chúng ta sẽ đưa khán giả vào, giữ chân khán giả trên kênh của chúng ta lâu hơn. Thì người ta xem video thứ nhất xong người ta xem video thứ hai thì có phải là khán giả xem video của chúng ta được nhiều thời gian hơn đúng không? Chính xác chưa? Đấy, thì gọi là đây gọi là nghệ thuật chinh phục khán giả trên kênh của chúng ta. Đấy, các bạn phải ghi chú tất cả cái nội dung này vào và về áp dụng cho chính bản thân mình. Tối ưu từng cái video một sao. Khi mà làm thì các bạn phải theo dõi, soi xét từng cái video một, từng cái thứ mình làm ra. Sau các bạn kaizen cải tiến nó lên thì các video sau nó mới hay lên được. Còn nếu các bạn không cải tiến, ngày hôm nay mình làm sai, ngày mai mình lại làm sai giống như ngày hôm nay, thì cứ như vậy là nó cứ sai miết đấy. Lên hôm nay làm chưa được, ngày mai phải làm tốt hơn. Thì muốn tốt hơn thì mình phải biết là cái kia mình làm chưa được ở đoạn nào, mình phân tích nó có số liệu hết rồi. Mình vào mình phân tích thì mình mới thấy rằng là mình làm chưa tốt chỗ đoạn đó. Thì bắt đầu mình mới diễn lại, mình mới nói lại, mình mới thay đổi cái tôi của mình đi, mình thay đổi cái thói quen cũ của mình đi thì nó mới ra những cái mới được. Bạn hình dung không? Ok, nội dung ngày hôm nay chỉ vậy thôi. Nhưng mà chỉ có vậy thôi mà các bạn làm được ngon hết thì các bạn lại thành idol hết. Rồi, câu hỏi.